Vào ngày 7 tháng 4, Thanh Đoàn đã chia sẻ video của chuyến đi từ Sài Gòn về miền Tây cùng hai con và Hà Chí Quang. Như mỗi khi về miền Tây, Thanh Đoàn đều chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện thú vị của hai con của mình. Thanh Đoàn chia sẻ, ông bà nội miền Tây lại nhớ các cháu, thì bắt đầu gia đình nhỏ lại cuốn gói về quê, thăm ông bà miền Tây. Ta nói lúc chưa có con Á, mỗi lần đi về quê Á, chỉ cần đem ít bộ đồ cái là xong, còn bây giờ có con rồi, mỗi lần đi đâu Á, là dọn đồ, nào là tã sữa và rất nhiều thứ, mỗi lần đi lên đi xuống Á, là dọn giống như một cái gánh hát vậy đó cả nhà. Và chuyến đi kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Hà Chí Quang và Thanh Đoàn bắt tay chuẩn bị các công đoạn cho đám cưới từ tháng 1, dự kiến tháng 11 báo hỷ tại Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Chia sẻ với Ngôi Sao, Thanh Đoàn cho biết ban đầu anh và Hà Chí Quang dự định cưới vào tháng 5 nhưng thấy gấp gáp nên lùi lại vào cuối năm nay. Chúng tôi cầu toàn, muốn tự tay làm tất cả nên cần nhiều thời gian. Mặt khác, thời điểm giữa năm thời tiết hay mưa, không thuận lợi cho sự kiện ngoài trời nên tôi rời sang cuối năm, Thanh Đoàn nói. Chuẩn bị cho đám cưới, Thanh Đoàn nói cả hai chi số tiền lớn sắm Âu phục, may đồ cổ trang, phụ kiện để phù hợp từng bối cảnh chụp ảnh cưới tại Trung Quốc. Hà Chí Quang, Thanh Đoàn sẽ đi Trung Quốc khoảng 8 ngày, từ đầu tháng 4. Bên cạnh chụp ảnh, họ tranh thủ quay MV cưới, khám phá cảnh đẹp và ẩm thực địa phương. Chia sẻ về lựa chọn sang Trung Quốc chụp ảnh cưới, Thanh Đoàn nói, tôi và anh Quang chưa từng biết về Trùng Khánh, Thành Đô. Trước đó, một lần, tôi lướt TikTok thấy phong cảnh Cửu Trại Câu Non xanh nước biếc nên thích thú, quyết tâm phải đến đó ghi lại kỷ niệm. Anh Quang cũng đồng ý, thích thú trước địa điểm tôi chọn. Đám cưới của cặp đồng giới dự kiến diễn ra tháng 11 tại một resort cao cấp ở Phú Quốc. Cả hai sẽ dành một tuần ở đảo Ngọc khoảng cuối tháng 3 này để khảo sát địa điểm. Chúng tôi giới hạn khách mời, bao toàn bộ chi phí máy bay, khách sạn cho mọi người, Thanh Đoàn nói.